Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, mùng 5 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Câu lạc bộ Quang Hà Nội hạ Sông Lam Nghệ An 2-0, huấn luyện viên Kiatisak nói quá hay về Quang Hải và Văn Đức. Đình Bắc nhận chỉ trích thậm tệ từ huấn luyện viên Quảng Nam. Cúp C1 Đông Nam Á tái xuất, Việt Nam có hai đại diện. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, trong thông tin đầu tiên này thì xin gửi đến quý vị các bạn về cập nhật bảng xếp hạng của tuyển Việt Nam mới đây nhất tháng 4 2024. Cụ thể thì sau hai thất bại liên tiếp trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á thì tuyển Việt Nam bị trừ đến 30,4 điểm và chúng ta chính thức là tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng. Nguyễn Philip và các đồng đội rơi xuống vị trí thứ 115 với 1.164,54 điểm. Theo công bố mới nhất của FIFA thì tuyển Việt Nam là đội tụt hạng nhiều nhất và bị trừ nhiều điểm nhất trong 3 tháng qua, mất ngôi vị số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan. Ngược lại thì Indonesia là đội tiến bộ nhất thời gian qua khi họ được cộng thêm 30,04 điểm. Thầy trò ông Shin Tae-yong tăng 8 bậc lên vị trí 134 với 1.102,7 điểm. Cũng tại khu vực Đông Nam Á thì Malaysia bị trừ khá nhiều khi mất hơn 15 điểm và tụt 6 bậc xuống hạng 136. Ở tại khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn vững vàng ở vị trí số 1 với hạng 18 thế giới với 1.621,88 điểm. Xếp sau lần lượt là các đội tuyển mạnh khác như là Iran, Hàn Quốc, Úc, Qatar, Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Argentina vẫn giữ chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA khi tăng nhẹ 2,8 điểm. Pháp đứng thứ hai với 18 điểm ít hơn. Bỉ vượt qua Anh để trở vào top 3. Các đội còn lại trong top 10 bao gồm Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia và Croatia. Ngày hôm qua thì huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn của Quảng Nam đã thẳng thắn chia sẻ về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là anh này đang ảo tưởng về giá trị của bản thân. Do Đình Bắc có nhà môi giới hoặc là ai đó xui nên đầu óc không được vững vàng. Cậu ấy là cầu thủ trẻ nhưng hơi ảo tưởng về giá trị của mình. Ông Văn Sĩ Sơn đã chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai. Ở trận này thì Đình Bắc ngồi dự bị trong trận đấu mà Quảng Nam tiếp đón đội khách Hoàng Anh Gia Lai tại sân nhà. Cầu thủ này được tung vào sân đầu hiệp 2 thay thế cho Văn Ca. Đình Bắc cũng để lại dấu ấn với một vài pha bóng hay. Tuy nhiên thì có những tình huống cầu thủ này không truyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi thay vì là nỗ lực dứt điểm ở vị trí khó. Ông Văn Sĩ Sơn đánh giá tiếp, bóng đá là môn thể thao tập thể, nếu đồng đội ở vị trí thuận lợi, cơ hội của đồng đội lớn hơn mình thì nên trao cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Còn về Đình Bắc thì trận nào bạn ấy vào sân cũng muốn thể hiện, bạn ấy là cầu thủ trẻ, nếu muốn trở thành cầu thủ lớn thì cần phải uốn nắn, phải nghe, phải học thì bạn ấy mới có thể phát triển được. Trước đó thì Đình Bắc đã từng bị cấm thi đấu vì vi phạm kỷ luật nội bộ của câu lạc bộ Quảng Nam. Tiền đạo này không tập trung đúng hạn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau đó thì Đình Bắc tưởng chừng là đã gia nhập Hà Nội FC theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhưng anh đã từ chối vì không đạt thỏa thuận cá nhân. Biến cố với Đình Bắc cũng không gọi là biến cố. Nếu là cầu thủ tiềm năng, được săn đón thì phải hạnh phúc. Cậu ấy phải biết đường tiến lên. Ở câu lạc bộ Quảng Nam thì có được gì đâu. Khi người ta thấy tiềm năng và muốn đưa ra thi đấu cùng những tên tuổi, những thần tượng xung quanh là các cầu thủ đẳng cấp thì Đình Bắc được lợi nhiều chứ. Đình Bắc vẫn là cầu thủ trẻ của Quảng Nam, hợp đồng còn 5-6 năm. Việc tập trên sân như vậy tôi sẽ rút kinh nghiệm. Ví dụ pha bóng có nên hay không nên truyền cho đồng đội. Bạn ấy phải suy nghĩ nếu muốn trở thành cầu thủ lớn. Ông Văn Sĩ Sơn nói tiếp. Theo nhà cầm quân người Nghệ An này cho biết, Đình Bắc vẫn là cầu thủ trẻ, thi đấu không ổn định. Cầu thủ này cần phải lắng nghe góp ý và hiểu về những góp ý. Với tôi, tập thể là số 1, Đình Bắc vẫn là cầu thủ trẻ. Các bạn có thể nhìn thấy ở trận đấu gặp Indonesia, Đình Bắc giữ bóng 10 lần thì mất 9. Cầu thủ của tôi lên tuyển làm tôi ngại. Muốn tồn tại và phát triển thì cầu thủ cần phải lắng nghe, hiểu. Nếu cứ nghĩ mình hay, được người khác bơm vào tai là mình giá trị từng này, cậu ấy sẽ mất nhiều điều. Ông Sơn phân tích. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì huấn luyện viên Kiatisak cũng đã giải thích lý do tại sao là ông không sử dụng Phan Văn Đức và Hồ Văn Cường trong chiến thắng 2-0 của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở vòng 15 V-League. Ngày hôm qua thì Công an Hà Nội đã đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 15 diễn ra vào lúc 19h15. Sau hiệp 1 bế tắc thì các học trò của huấn luyện viên Kiatisak đã có liền hai bàn thắng đẹp mắt nhờ công của Quang Hải và Văn Thanh. Với 3 điểm trọn vẹn thì Công an Hà Nội giành lại ngôi nhì của Bình Dương với 28 điểm. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của câu lạc bộ này dưới thời Kiatisak kể từ lượt về trở lại, đều với tỷ số 2-0. Huấn luyện viên người Thái Lan chia sẻ sau trận là lý do tại sao không bố trí hai cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An gồm Văn Đức và Văn Cường vào sân thi đấu. Tôi trao cơ hội cho Văn Đức ở trận trước, nhưng ở trận đấu này thì khác. Văn Đức là thần tượng của Sông Lam Nghệ An, lãnh đạo cũng muốn cậu ấy đá trận này. Song tôi và Văn Đức muốn thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ nên tôi không sử dụng. Trường hợp của hậu vệ Hồ Văn Cường cũng vậy, cậu ấy mượn từ Sông Lam Nghệ An nên theo tinh thần fair play chúng tôi không để cậu ấy thi đấu. Ngày hôm qua thì Quang Hải tiếp tục để lại dấu ấn trong chiến thắng của đội nhà với cú sút phạt uy lực xuyên qua hàng rào ấn định chiến thắng 2-0. Tiền vệ này đã ghi 6 bàn ở V-League mùa này, dẫn đầu danh sách vua vườn nước nội. Huấn luyện viên Kiatisak khen ngợi học trò. Bàn thắng này như món quà cưới của Quang Hải, cậu ấy thể hiện tốt ở cả trên sân và ngoài sân, đơn giản như vậy. Chiến lược gia người Thái Lan cũng dành lời khen ngợi cho Văn Thanh, tác giả của bàn mở tỷ số. Văn Thanh là trụ cột từ khi tôi còn huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tôi hiểu rõ năng lực của cậu ấy. Cậu ấy đã tuân thủ chiến thuật và các bàn thắng đẹp mắt ở trận đấu này. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã rơi xuống vị trí thứ 13 sau thất bại tại sân Hàng Đẫy. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đối diện với cuộc chiến trụ hạng là rất cam go khi chỉ giành 1 điểm sau 2 trận gần nhất và không ghi bàn thắng nào. Huấn luyện viên Phan Như Thuật khẳng định là chúng tôi đã xác định sẽ phải đua trụ hạng, các cầu thủ sẽ phải chiến đấu hết mình, mọi thứ chưa ngã ngũ trong cuộc đua trụ hạng. Vậy nên Sông Lam Nghệ An phải tiếp tục. Trước khi phải nhận bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt. Sau đó chúng tôi phải đẩy cao đội hình để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác. Do đã hết thời gian bổ sung lực lượng nên chúng tôi sẽ thi đấu với lực lượng hiện tại. Có sao thì đã vậy. Sau trận này thì chúng tôi sẽ tìm ra điểm yếu để khắc phục nhằm kỳ vọng có kết quả tốt trong trận đấu tiếp theo. Cúp C1 Đông Nam Á tái xuất, Việt Nam có hai đại diện có mặt. Ngày 4 tháng 4 thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã thông tin về kế hoạch tổ chức giải đấu ASEAN Club Championship, giải đấu vô địch các câu lạc bộ bóng đá ở Đông Nam Á, hay còn gọi là Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2024-2025. Được biết là lần gần nhất giải này tổ chức đã từ năm 2005. Đến năm 2022 thì Cúp C1 Đông Nam Á lại bị hoãn. Như vậy là cho đến nay, giải đấu khu vực chính thức trở lại sau 19 năm. Theo kế hoạch thì Cúp C1 Đông Nam Á tới đây có tên gọi là Shopee Cup, chính thức diễn ra từ ngày 17 tháng 7 năm 2024 kéo dài đến 21 tháng 5 năm 2025. Shopee Cup có sự góp mặt của 12 câu lạc bộ là các đội vô địch, các quốc gia và cúp quốc gia đến từ 10 nước trong khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Đông Timor. Theo Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là 4 quốc gia sẽ có 2 suất dự vòng bảng, còn Philippines và Singapore có 1 đại diện. Trong khi đó, các đại diện của Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar sẽ phải đá play-off để tranh 2 suất còn lại tham dự vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. 12 đội bóng giành quyền tham dự sẽ bốc thăm chia vào 2 bảng. Liên đoàn cho biết là tất cả 30 trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra trên sân nhà hoặc là sân khách trong 5 ngày thi đấu để tính điểm và phân hạng chung cuộc. Các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi bán kết. Loạt trận thuộc khuôn khổ bán kết và chung kết sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách. Cúp C1 Đông Nam Á được tổ chức lần đầu vào năm 2003 tại Indonesia. Tuy nhiên thì mới chỉ có 2 mùa giải 2003-2005 được tổ chức. Năm 2022 thì liên đoàn thông báo tái khởi động nhưng giải đấu sau đó bị hoãn. Ở mùa giải 2003, câu lạc bộ khách mời S. Bengal của Ấn Độ là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu. Còn đến năm 2005 thì Tampines Rovers của Singapore giành ngôi vị số 1. Cũng tại ở mùa giải này thì Hoàng Anh Gia Lai và Brunei giành hạng 3. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.